Bệnh nhân nam 64 tuổi vào viện vì nặng tức chi mi mắt ngày thứ 3 của bệnh. Qua hỏi và khám thấy tiền sử thì có hội chứng thận hư, phát hiện và điều trị 2 năm trước tại bệnh viện Việt Tiệp, bỏ trị 3 tháng nay. Chưa phát hiện bệnh lý mãn tính khác như là những bệnh lý liên quan đến miễn dịch và dị ứng. Chưa tiểu máu trước đây, khám thì bệnh nhân tỉnh mệt, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Mạch 78 lần trên phút, huyết áp 110/70 mmHg, nhiệt độ 37, nhịp thở 16 lần trên phút. Bệnh nhân có phù toàn thân, phù trắng mềm, ấn lõm, không đau. Bệnh nhân tiểu được 750ml trong 24 giờ, tăng 2kg trong 1 tuần. Hội chứng thiếu máu âm tính, hội chứng nhiễm trùng âm tính. Chưa phát hiện dấu hiệu tràn dịch các màng, các cơ quan khác chưa phát hiện bất thường. Cận lâm sàng thì có albumin máu là. Thứ nhất là câu hỏi đầu tiên trước khi mà các bạn lập luận chẩn đoán là với những cái chi tiết là tiền sử bệnh sử và cái phần khám lâm sàng của bệnh nhân này ấy, thì những các bạn ngồi bên dưới đã nghe bạn báo cáo và các bạn cảm thấy là có cần phải hỏi thêm hoặc khám thêm triệu chứng gì không? Nhìn nhanh ạ, đây là một bệnh nhân nam 65 tuổi vào viện nặng tức chi dưới ngày thứ 3 của bệnh. Tiền sử thì ca này phát hiện hội chứng thận hư cách đây 2 năm và đã bỏ điều trị 3 tháng nay. Ngoài ra thì không có cái tiền sử đặc biệt gì khác. Ngày nay thì bệnh nhân vào viện trong bệnh cảnh là huyết áp 110/70 gạch 8 lần trên phút. Bệnh nhân có phù toàn thân, phù mềm trắng ấn lõm, tiểu 750ml trong vòng 24 giờ và bệnh nhân này tăng 2kg trong vòng 1 tuần. Ngoài ra cũng không phát hiện được các cái dấu hiệu bất thường gì khác. Các bạn cảm thấy có cần hỏi và khám thêm bệnh nhân này triệu chứng gì ở phần gì không ạ? Là câu hỏi số 1, câu hỏi số 2. Khi mà chưa có kết quả xét nghiệm các bạn cho tôi xin cái chẩn đoán sơ bộ. Tức là khi các bạn tiếp cận với bệnh nhân ấy, sau khi hỏi bệnh khám bệnh xong các bạn phải đưa chẩn đoán sơ bộ đúng không? Từ chẩn đoán sơ bộ đấy các bạn mới chỉ các xét nghiệm cận lâm sàng là xét nghiệm A, xét nghiệm B, xét nghiệm C và khi có kết quả xét nghiệm về các bạn mới được đưa ra chẩn đoán xác định. Có chẩn đoán xác định rồi chúng ta mới đặt thuốc chúng ta điều trị được. Đấy là quy trình của một người thầy thuốc là như vậy. Vậy thì câu hỏi số 1 có cần hỏi và khám thêm gì ở trên bệnh nhân này hay không? Câu hỏi số 2 chẩn đoán sơ bộ bệnh nhân này với những cái phần lâm sàng mà chúng ta thu nhận được trên bệnh nhân này ấy, thì các bạn cho tôi xin chẩn đoán sơ bộ ấy. Bệnh nhân đang 64 tuổi vào viện về nặng tức mặt và mi mắt ngày thứ 3, tăng 2kg trong vòng 1 tuần. Có tiền sử hội chứng thận hư xuất hiện cách đây 2 năm nhưng đã bỏ điều trị được 3 tháng nay. Và bây giờ vào viện trong bệnh cảnh là trường hợp nào? Trường hợp này đầu tiên em sẽ khai thác thêm cái chất lượng màu sắc tính chất của nước tiểu của bệnh nhân. Bởi vì ở đây mình có số lượng một. Thứ hai là em sẽ hỏi thêm về chế độ ăn vì em nghĩ đến phù do giảm protein từ chế độ ăn. Sau đấy cho câu hỏi thứ hai thì em sẽ trả lời bệnh nhân này là phù trường hợp bệnh nhân có tiền sử hội chứng thận hư. Ví dụ như là em có tràn dịch đa màng không ạ? Thì hỏi cái tính chất xem bệnh nhân có khó thở như thế nào. Trước hôm nay em hỏi cả kiểu màu với cả tính chất xem có bọt hay là đục. Chỉ là gì ạ? Và các bạn có quan tiếp là tăng 2 cân một tuần thì tăng mắt bệnh nhân bỏ trị 3 tháng nay tăng 2 cân một tuần thì tăng bao nhiêu tuần rồi ạ? Và cân nặng trước khi tăng là bao nhiêu, hiện tại là bao nhiêu ạ? Thank you.
không? Hết chưa? Nào các bạn nào có chẩn đoán sơ bộ khác, có chẩn đoán ở trên bảng không? Chẩn đoán trên bảng là phù trên bệnh nhân có tiền sử ở trong tận thu. Nên cô là em chẩn đoán sơ bộ là theo dõi hội chứng thận hư nguyên phát và theo dõi hội chứng thận hư tái phát ạ. Em nói cô là xét nghiệm của em là có albumin máu, protein máu, cholesterol, triglycerides, ure, gre, nước tiểu 10 thông số và đo protein niệu 24 giờ ạ. Cô tạm thời đấy đi. Có bạn nào có chẩn đoán sơ bộ khác và có cần chỉ điểm thêm các xét nghiệm nào khác không? Không thì đến lượt tôi nhé. Thứ nhất ấy là trên bệnh nhân này chúng ta đọc này. Bệnh nhân có tiền sử hội chứng thận hư phát hiện và điều trị 2 năm trước tại bệnh viện Bình Điền. Câu này các bạn có cảm thấy là nó hơi mơ hồ không ạ? Một bệnh và được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng thận hư là bác sĩ người ta sẽ chẩn đoán cái gì ạ? Nguyên nhân và thể của nó đúng nhỉ? Và từ cái nguyên nhân và thể đấy thì người ta mới quyết định được cái phác đồ điều trị và cái thái độ điều trị của bệnh nhân là như thế nào, đúng chưa nhỉ? Nếu như hội chứng thận hư mà hội chứng thận hư thứ phát do đái áo đường, các đồ điều trị nó khác. Hội chứng thận hư thứ phát do lupus, các đồ điều trị nó khác. Hội chứng thận hư do bệnh viêm cầu thận mạn nó lại khác. Và cái kết quả điều trị nó không giống nhau. Nếu là viêm cầu thận mạn nó gây mà có những cái đồ hội chứng thận hư ấy, các bạn điều trị kiểu gì trong nước không bao giờ trong nước tiểu bệnh nhân hết được protein niệu. Lý do vì sao? Vì cái căn nguyên gốc gác là gì? Và viêm cầu thận mạn, cái mạng lọc cầu thận nó đã bị tổn thương rồi, nó luôn luôn nó phát phân tử ăn protein ra ngoài con đường nước tiểu, nên luôn luôn trong nước tiểu bệnh nhân sẽ có gì ạ? Có protein và vào cái đoạn nào cái mạng lọc nó bị tổn thương nặng nề lên, nó phát trên 3.5 gram/24 giờ, lúc đấy người ta gọi là viêm cầu thận mạn có gì ạ? Có hội chứng thận hư. Cho nên các bạn có điều trị qua khỏi cái đoạn đấy đi sang nữa thì protein niệu bệnh nhân chẳng có dò về âm tính, thì bản chất gốc gác nó là bệnh viêm cầu thận mạn, và viêm cầu thận mạn là chữa không khỏi. Cho nên là một cái câu là hội chứng thận hư phát hiện và điều trị 2 năm trước tại bệnh viện Việt là một câu rất mơ hồ. Và câu này nó sẽ làm cho chúng ta gặp khó khăn trong quá trình mà chúng ta đi hỏi bệnh, chúng ta khám bệnh và chúng ta đưa ra chẩn đoán sơ bộ. Vậy câu này bây giờ chúng ta phải sửa lại thế nào ạ? Hội chứng thận hư này là hội chứng thận hư gì? Đúng nhỉ? Thứ nhất là nguyên phát hay thứ phát. Thứ hai, cái thời điểm cách đây 2 năm ấy, được chẩn đoán ấy, bác sĩ bảo bác là chỉ có thận hư không thôi hay là kết hợp với cái thể gì đấy. Đúng không nhỉ? Tiếp theo nữa là bác đã được nghe bác sĩ tư vấn về phác đồ điều trị của bệnh này chưa? Bác sĩ dặn bác là phải điều trị gì ạ? Cái bệnh này trong vòng thời gian bao nhiêu lâu, liệu nó có khả năng nó khỏi không? Nếu nó tận hư nguyên phát mà mình đã tư vấn với bệnh nhân rồi, thời gian điều trị của bệnh nhân nó sẽ ra không khoảng bao lâu ạ? Loanh quanh khoảng độ 2 năm, trung bình là khoảng độ gì ạ? Từ 20 đến 24 tháng. Như vậy nếu phát hiện cách đây 2 năm như thế này thì đến thời điểm này nếu như bệnh nhân này mà người ta điều trị đủ phác đồ là người ta sẽ gì ạ? Người ta sẽ khỏi. Nếu đó là cái thể của chứng thận hư gì? Chứng thận hư đơn thuần, tối thiểu, tận hư của thận tối thiểu, chứng thận hư nguyên phát thể đơn thuần đúng không? Đấy, thế thì mình phải hỏi xem là trước đây cách đây 2 năm ấy, người ta đã được chẩn đoán hội chứng thận hư gì, nguyên nhân do cái gì, thể gì, và người ta được tư vấn về cái phác đồ điều trị của bệnh này là như thế nào. Và hoàn toàn đồng ý là hỏi tại sao bệnh nhân lại bỏ điều trị, 3 tháng nay bệnh nhân lại bỏ điều trị, lý do gì bỏ điều trị? Bị nhiễm Covid, đến ngày đến tháng hết thuốc rồi, do nhiễm Covid không còn đi ra đường, không tái khám hay là gì ạ? Của tôi cứ bị tái đi tái lại nhiều lần quá, tôi chữa mãi, protein niệu nó không âm tính, được tôi chán, tôi không uống thuốc nữa. Hay là gì ạ? Tôi đã điều trị và protein niệu của tôi nó đã âm tính rồi, nó đã khỏi rồi, nhưng mà có người bảo rằng là gì ạ? Uống thuốc tây mãi nó không tốt nên là tôi chuyển sang tôi dùng gì? Tôi uống thuốc nam. Có đấy ạ, rất nhiều người ta dùng thuốc nam và người ta hụt chữa hội chứng thận hư, chữa hội chứng thận mạn. Vậy lý do bệnh nhân này bỏ thuốc là cái gì? Bệnh nhân này trong cái đợt mà bệnh nhân người ta điều trị cách đây 2 năm ấy, thì người ta điều trị sau bao lâu thì người ta xét nghiệm lại nước tiểu và gì ạ? Protein niệu của âm tính của người ta âm tính sau khoảng thời gian bao lâu? Thời điểm trước khi mà người ta bỏ điều trị đấy thì người ta gọi duy trì cái thuốc chữa cái hội chứng thận hư này ấy, là người ta uống liều 30mg. Có hiểu tại sao phải hỏi cái đấy không? Hỏi cái đấy các bạn sẽ ra được ngay là gì ạ? Bệnh nhân của các bạn ở thời điểm gần đây nhất khi người ta bỏ điều trị, người ta đang ở cái giai đoạn nào của bệnh, đúng không? Hội chứng thận hư người ta chia là mấy giai đoạn các bạn? Mấy giai đoạn điều trị ạ?
ba giai đoạn đúng không nhỉ? Tấn công này, củng cố và duy trì đúng không? Nếu thuận lợi thì bệnh nhân này ở cái giai đoạn mà cách đây 3 tháng là người ta sẽ ở giai đoạn nào? Giai đoạn duy trì. Nhưng có những người sao không đáp ứng corticoid hoặc là gì phụ thuộc corticoid nên cứ tấn công lại, sao cứ giảm liều một cái là gì bệnh nhân lại phủ lại. Vậy mình phải hỏi thì tiếp theo này mình mới có cái phương hướng mình chỉ để các xét nghiệm cận lâm sàng mà mình mới có hướng mình đưa các bạn để mình đưa cái phương pháp điều trị được. Còn nếu như mình không hỏi nhá mà mình coi như cái ca này là một cái ca hội chứng thận hư một cách bình thường đấy ạ, mình lại tiếp tục mình sử dụng pháp đồ như thế này thì chẳng mấy chốc là người ta lại chán, người ta lại bỏ thuốc thôi, được chưa ạ? Cho nên là phần tiền sử thứ nhất là mình phải tập trung cho đấy. Thứ hai là trong phần khám lâm sàng ấy hoàn toàn đồng ý là mình hỏi thêm đặc điểm tính chất của triệu chứng phù lên trước khi các em tóm tắt cái phần sau cái phần tiền sử xong ấy, trước khi em đưa phần khám ấy em có nên có một vài dòng em mô tả ngắn gọn, ví dụ như là 3 ngày trước khi ở viện bệnh nhân cảm thấy nặng mặt nặng mí mắt, sau đấy nặng sức hai trên dưới kèm theo đi tiểu có khoảng bao nhiêu, 750 ml tiết nước tiểu vàng trong có lẫn bọt hay không hay có lẫn máu hay không, được chưa ạ? Một bệnh nhân tăng 2 kg trong vòng 1 tuần đấy, bạn nên có một cái dòng khoảng độ 2-3 dòng và mô tả ngắn gọn các triệu chứng đấy để cho người ta dễ hình dung bệnh cảm bệnh nhân này, sau đó hãy chuyển sang phần khám. Và hoàn toàn đồng ý là trong phần khám ở đây là phải có cân nặng, không có cân nặng thì không có cái cơ sở gì ấy để em cho bệnh nhân này methylprednisolone 3 viên một ngày, tức là liều 18 mg cả. Vì các bạn biết rồi điều trị corticoid là phải gì ạ? Phải dựa vào cân nặng của bệnh nhân, nên đương nhiên trong phần khám phần tóm tắt phải có gì ạ? Có cân nặng. Ở trong cái phần khám này các bạn cảm thấy là có cần phải hỏi và khám thêm cái gì nữa không? Các bạn có chắc chắn là cái ông này cũng là hội chứng thận hư nguyên phát thể đơn thuần với cái lâm sàng bệnh nhân như thế này? Mình đã hỏi đâu biết đúng không, đã hỏi đã khám đâu biết được rằng ông là thể đơn thuần, ông mới là nguyên phát. Nếu ông ấy bị gút hoặc là bị gút ban đỏ bệnh khớp nó tổn thương thận nó gây ra cái thể thận hư thì sao, đúng chưa nhỉ? Vậy phần lâm sàng mình phải bổ sung thêm cái gì ạ? Nhất là thì 2 năm điều trị được cách đây 2 năm rồi 3 tháng nay tự dưng lại bỏ thuốc xong bây giờ lại một đợt tái phát này, hỏi cái gì ạ? Các cái triệu chứng là định hướng cái nguyên nhân mà mình có thể nghĩ đến trên lâm sàng là bệnh nhân này của mình có thể hội chứng thận hư do cái đó. Vậy nguyên nhân gây ra hội chứng thận hư là gì? Nguyên phát thì đương nhiên là không tìm được căn nguyên rồi, vậy còn thứ khác có thể do cái gì ạ? Ở đây tôi thấy bạn có hỏi đấy, đây này, bạn đã hỏi là chưa phát hiện bệnh lý mạng tính khác của bạn đá đường này, solin hay đốc này, bạn ấy nói là chưa tiểu máu trước đây, tức là bạn đã cố gắng bạn đi tìm bệnh đá đường này, bệnh lý về huyết học này, và bạn ấy tiểu máu có lẽ là bạn đang tìm cái dấu chứng của viêm cầu thận mạng đấy, chắc là bạn đã tìm nguyên nhân là viêm cầu thận mạng. Còn những nguyên nhân nào khác nữa? Viêm gan, virus. Hả? Suy tim. Lupus, lupus đã tìm chưa nhở? Đấy, hỏi cái gì à? Viêm màng bào dị ứng. Đau khớp này, rụng tóc này, gì nữa? Đau khớp nhỏ đúng không? Đau khớp. Đấy, nổi ban thì nó rõ quá, thì cánh búa ở trên mặt thì bác sĩ đi quần bạch khẩu trang nó phát hiện đấy. Rụng tóc đúng không? Đau các khớp nhỏ. Như vậy chẩn đoán sơ bộ bệnh nhân này là gì ạ? Mình có nên chẩn đoán bệnh nhân này là phù trên bệnh nhân hội tiền sử chứng thận hư không? Thì bây giờ mình sẽ tiếp cận được cái triệu chứng phù của bệnh nhân này. Bây giờ bạn sẽ mô tả này thì mình coi như bạn mô tả trung thực đi. Bệnh nhân này là vào viện trong bệnh cảnh là có nặng thức chi dưới và mí mắt và khám lâm sàng là một bệnh nhân phù toàn thân phù mềm trắng hơn rõ. Vậy các bạn nhớ lại cái bài khám phù năm ngoái ấy, người ta chia cái nguyên nhân gây phù ra làm hai nhóm. Một là nguyên nhân phù toàn thân và hai là phù khu trú. Vậy thì trong cái nhóm nguyên nhân gây phù toàn thân ấy, thì những nguyên nhân gì có thể có cái triệu chứng phù toàn thân này ạ? Phù khu trú nó sẽ gồm có gì? Phù ở ngực là gặp trong hội chứng trung thất áo khoác đúng không nhỉ? Phù áo khoác. Phù ở gì ạ? Phù ở hai chi dưới có thể gặp trong gì? Sơ gan này, suy tim này, phụ nữ mang thai này, beriberi này, tắc động mạch này, tắc tĩnh mạch này, viêm hạch bạch huyết này, đúng nhỉ? Phù dung chỉ, phù chân voi này, phù toàn thân mà kèm theo các biểu hiện của dị ứng hay gặp trong phù gì ạ? Phù kinh. Như vậy còn cái nhóm phù toàn thân còn lại thì là nguyên nhân gì ạ? Cái bảng phân loại các nguyên nhân phù năm ngoái đấy, một là gì? Hội chứng thận hư đúng không? Hai là gì ạ? Viêm cầu thận mạng đúng không nhỉ? Ba là gì? Suy thận mạng tính. Bốn là phù do gì ạ? Do suy dinh dưỡng đúng không nhỉ? Như vậy bệnh nhân này của mình là có phù toàn thân, cho nên là mình đã có cái đặc điểm đó rồi thì trong đầu mình phải nghĩ là một trong bốn cái nguyên nhân đấy đúng chưa? Hội chứng thận hư là một này, viêm cầu thận mạng là hai này, suy thận mạng là ba này, do suy gì ạ? Suy dinh dưỡng là 4, đúng không nhỉ? Trước đây tôi đang hướng dẫn các em đưa chẩn đoán sơ bộ đấy. Thế thì mình có thể chẩn đoán sơ bộ là phù cần tìm nguyên nhân ở đâu nhá? Chẩn đoán thế người ta cười chết. Tôi sáng nay tôi có một bệnh nhân tội cho một cái chẩn đoán phù cần tìm nguyên nhân mà kể nghĩ lại mình thấy mình hơi một đời lẽ ra phải nghĩ một cái bạn đấy, chứ mình kể phù cần tìm nguyên nhân là chết giỏi đấy ạ. Cái đấy là chỉ không tương xứng với trình độ của bác sĩ nhá, không tương xứng với trình độ của điều dưỡng hoặc là ấy thôi. Thế thì bốn cái bệnh này bây giờ mình phải đi dò xem là bệnh gì mà triệu chứng lâm sàng nó phù hợp với cái bệnh này nhất.
Thế thận bạn nó có phù hợp với bệnh đấy không ạ? Với lâm sàng của bạn bệnh nhân đấy không? Không đúng nhỉ? Có gì phù hợp đâu, suy thận bạn nó phải gì? Ngoài phù nó phải gì ạ? À? Nó phải đá ít là một, nó phải có gì? Nó có thiếu máu, phải có gì ạ? À? Tăng huyết áp đúng không? Thiếu máu mãn tính như bệnh nhân này sao? Huyết áp không vào viện sao ạ? À? Bình thường 110 đến 70 thì chỉ tăng huyết áp là không có hội chứng thiếu máu bệnh nhân này sao? Âm tính đúng không nhỉ? Bệnh nhân này 750ml nó gọi là kiểu ít cho các em. Chưa đúng không nhỉ? Cho nên là suy thận bạn có nghĩ thế đâu? Bỏ nó ra khỏi đầu luôn đúng không nhỉ? Suy dinh dưỡng là sao? Suy dinh dưỡng là hỏi kiểu gì ạ? À? Chế độ ăn là một ông con gì ạ? À? Suy dinh dưỡng ở đây là gì ạ? À? Giảm các cái yếu tố mà gì ạ? À? Liên quan đến cung cấp các chất dinh dưỡng chứ không phải mỗi protein albumin, nó còn là gì ạ? À? Acid folic, vitamin B12, vitamin B1 nhiều lắm. Như vậy hỏi vấn đề suy dinh dưỡng là khảo sát vấn đề suy dinh dưỡng mình phải đi tìm gì ạ? À? Tìm cái gì ở trong phần tiền sử này? Chế độ ăn của người ta đúng không nhỉ? Xem người ta có ăn kiêng, không ăn chay, không ăn cái gì lạ không nhá. Nhưng nếu suy dinh dưỡng là sao? Suy dinh dưỡng ở trên lâm sàng chúng ta sẽ thấy đặc điểm phù nó là gì? Phù mềm nhưng mà ấn theo lõm rất là ít. Đúng nhỉ? Cho nên là cái thằng suy dinh dưỡng là chúng ta sẽ ít nghĩ đến. Hội chứng thận hư có nghĩ đến đúng không ạ? Có chứ, tại sao ạ? Tiền sử bị rối này, cho nên là đương nhiên phải cảnh giác với các bạn ạ. Có thể là bị tái phát trở lại. Nhưng có thận mạng có nghĩ đến không? Vẫn phải nghĩ đến. Như vậy, chẩn đoán sơ bộ bệnh nhân này là gì ạ? Có thể là bạn chẩn đoán là gì ạ? Theo dõi viêm cầu thận mạng thường, có hội chứng thận hư, hoặc có thể bạn chẩn đoán là gì ạ? Theo dõi hội chứng thận hư tái phát thường nhá. Đấy là cách các bạn đưa chẩn đoán sơ bộ là như thế, và từ cái chẩn đoán sơ bộ này các bạn mới chỉ định các xét nghiệm tại lâm sàng. Vậy theo các bạn, một cái bệnh nhân như thế này chúng ta cần những xét nghiệm gì ạ? Bây giờ chẩn đoán sơ bộ chỉ là chẩn đoán sơ bộ thôi, còn muốn trả lời chính xác là cái chẩn đoán sơ bộ của tôi nghĩ đến có đúng hay không ấy thì nó phải phụ thuộc vào cái gì ạ? Vào cái xét nghiệm. Vậy xét nghiệm đầu tay để phân loại một bệnh nhân là phù có ở trong bệnh thận hay bệnh suy dinh dưỡng, người ta sẽ làm xét nghiệm gì các bạn? Đầu tay để phân loại được cái xét nghiệm đấy là xét nghiệm gì ạ? Đầu tay người ta phân loại xem một cái người bị phù là do nguyên nhân thận, do nguyên nhân khác, đấy là người ta làm xét nghiệm nước tiểu mới thông số kiến thức của IVA. Ở xét nghiệm mới thông nước tiểu mới thông số này người ta tìm cái gì ạ? Tìm protein niệu đúng nhỉ? Nếu protein niệu dương tính thì sao ạ? Tìm tất cả các nguyên nhân của thận bao gồm hội chứng thận hư, suy thận mạn và viêm của thận mạn. Còn nếu protein niệu âm tính thì sao ạ? Tìm hết cho tôi tất cả các nguyên nhân khác, ví dụ như là gan, tim, mạch máu đúng không? Nhiễm trùng rồi dị ứng rồi suy dinh dưỡng, nó đều nằm hết ở trong nhóm này. Như vậy xét nghiệm đầu tay hàng đầu mình phải làm đấy là gì ạ? Xét nghiệm nước tiểu mới thông số, và phụ thuộc vào cái lượng protein này, nếu mà ít thì sao ạ? Mình lại nghiêng vào cái nhóm nguyên nhân mà gì ạ? Nó đái ra ít protein niệu thôi. Còn nếu mà nhiều thì sao? Tôi lại nghiêng vào cái nhóm nguyên nhân làm sao? Đái ra protein niệu nhiều. Trong ba cái bệnh suy thận mạng, viêm cầu thận mạng, hội chứng thận hư thì bệnh nào đái ra nặng niệu nhiều nhất ạ? Thằng này là nhiều nhất rồi. Thằng này bình thường nó tầm bao nhiêu? 2-3 gram đúng nhỉ? Còn thằng suy thận mạng thì sao? Nó tùy, nó có thể dao động từ 1-3 gram, nhưng mà càng suy thận về giai đoạn cuối thì lượng đạm niệu trong nước tiểu nó sẽ càng ít, do số lượng nước tiểu của nhân bị sao bị ít đi, trong một có vài trăm ml thôi thì làm sao, thì đến lúc định lượng toàn phần ra nó chỉ có thế thôi, nó sẽ khác so với một người mình cong nó đến tận bao nhiêu, 1.5 lít. Đấy, thế thì xét nghiệm đầu tay mình sẽ làm đấy là nước tiểu mới thông số. Thế còn nếu mà protein niệu âm tính có đi làm microgram nguyên liệu không? Chẳng có ý nghĩa gì lắm về cái kết việc mà đi tìm nguyên nhân phù của bệnh nhân này. Lý do nếu mà có microgram nguyên liệu dương tính ấy, thì nó cũng chỉ thể hiện rằng là màng lọc của thận bị tổn thương ở cái giai đoạn rất là sớm và đang thoát phân tử microgram albumin. Nhưng việc có microgram nguyên liệu dương tính không phải là nguyên nhân gây ra phù, bởi cơ chế gây phù nó có bốn cơ chế rất rõ ràng, trong đó cái cơ chế mà nó liên quan đến có xuất hiện protein niệu là nó là gì ạ? Nó đái ra đạm niệu, nó làm giảm cái gì? Giảm áp lực keo, mà để áp lực keo bị giảm thì làm sao ạ? Thì cái lượng đạm niệu thoát ra ngoài cơ thể nó phải ở một cái mức độ tương xứng một chút thì mới đủ làm giảm albumin và làm gì ạ? Giảm áp lực keo và gây ra phù. Mà mới micro thì làm sao? Nồng độ nó từ 30 dưới 300mg trên một ngày thì nó rất là ít, cho nên là sao? Micro có dương tính trong nữa thì chỉ thể hiện rằng bệnh nhân này có tổn thương mỏng lọc của thận giai đoạn sớm, chứ không phải là cái nguyên nhân gây ra phù toàn thân phù mềm trắng lõm của bệnh nhân này trên lâm sàng nhớ. Cho nên là protein niệu có âm tính trong nước các em làm micro thì nó cũng được, các em tầm soát của bệnh nhân cũng được, nhưng không giúp các bạn tìm được căn nguyên, chưa ạ? Và bạn vẫn phải đi tìm nguyên nhân khác. Đấy ạ, đầu tay người ta sẽ làm cái gì ạ? Làm nước tiểu mới thông số. Sau khi làm nước tiểu mới thông số rồi, tôi có kết quả rồi, tôi mới định muốn xem tiếp theo là tôi làm cái gì. Nếu có protein niệu dương tính thì tôi làm tiếp theo tôi làm cái gì ạ?
Đứng nữa gì ạ? Protein 24 giờ đúng không nhỉ? Tuy nhiên lượng protein 24 giờ không phải lúc nào không ngay kết quả, đúng không? Thế bây giờ cứ chờ protein 24 giờ thì không điều trị thì cũng chết. Cho nên là ngoài song song cái định lượng protein 24 giờ ta làm gì tiếp? Sinh hóa máu làm cái gì ạ? Ure này, creatinine này, làm cái gì nữa? Bây giờ cứ bảo là bệnh nhân này phù do thì hội chứng thận hư phải làm cái gì? Albumin và protein à làm cái gì nữa? Làm lipid đúng không? Tiêu chuẩn chẩn đoán nó khó mà, làm cái gì nữa? Có làm glucose không? Có chứ, một tiền sử thì cũng có thì phải làm, chứ biết đâu vào bây giờ đường máu 19-20 thì sao? Làm gì nữa? Bây giờ bệnh nhân đái được 750ml trên 24 giờ, phù to nhiều này, tăng 2kg làm gì các bạn? Có làm điện giải không? Không làm điện giải đúng sao mà điều trị được? Làm gì nữa ạ? Bệnh nhân này có cần làm ASCRT không? Dạ chắc là gan thận. Có cần làm không? Lý do? Điều trị cái gì mà phải làm cái này? Các em định dùng cái thuốc gì cho bệnh nhân? Làm ngoài sinh hóa máu làm gì nữa ạ? Có cần làm công thức máu không? Có chứ, tại sao? Nếu mà chẳng may nó hội chứng thận hư thận nó phù to phù nhiều thì phải làm công thức máu để tìm cái chỉ số gì ạ? Hematocrit và gì? Hemoglobin để đánh giá cái gì ạ? Cái tình trạng cô đặc máu đúng nhỉ, nên phải làm công thức máu đúng rồi. Ngoài ra phải đánh giá xem là cái triệu chứng thiếu máu trên lâm sàng tôi khám có đúng không chứ, chắc gì bạn khám một chứng thiếu máu âm tính đã là âm tính thật đúng chưa? Đúng không nhỉ? Khám xem là bệnh nhân này có tình trạng nhiễm trùng không, hội chứng nhiễm trùng trên lâm sàng bạn khám không có thì chắc gì bạch cầu đã bình thường. Phải làm công thức máu làm cái gì nữa ạ? Để chẩn đoán nguyên nhân bệnh nhân này thì mình làm xét nghiệm gì? Tôi vẫn sợ ông này, ông ấy làm viêm cầu thận nặng đấy, tôi làm xét nghiệm gì? Thôi nếu mà chưa nghĩ ra để tí đến bạn lực chẩn đoán sau tôi sẽ nói. Thế bây giờ trong tay các bạn có rồi đây. Albumin bệnh nhân này là 17, protein là 51.2g, cholesterol máu là 9.4, creatinine là 69, ure là 5.8. Nước tiểu protein, nước tiểu 10 thông số có protein niệu là 3 cộng và nitrit 1 cộng. Nào, nước tiểu protein niệu 24 giờ bây giờ chưa có kết quả. Thế đến đoạn này các bạn chẩn đoán được chưa? Nếu mà chiếu theo tiêu chuẩn chẩn đoán của sinh thận mạng thì bệnh nhân này có sinh thận mạng không? Không có đúng không nhỉ? Ure, creatinine bình thường mình kia loại trừ luôn. Bệnh nhân này có viêm cầu thận mạng không? Có vẻ như ít nghĩ đến mà nếu mà viêm cầu thận mạng trong nước tiểu nó sẽ có cái gì? Thường nó sẽ có hồng cầu và có bạch cầu đứng nhỉ. Như vậy thì chỉ còn mỗi cái bệnh hội chứng thận hư là có vẻ như là về mặt lâm sàng và xét nghiệm là nó gần với cái mình đang nghĩ đến nhất. Tuy nhiên tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng thận hư nó gồm một cái gì hả các bạn? Một là phù và tiểu ít, hai là albumin protein máu giảm, ba là cholesterol toàn phần và triglycerid máu tăng, thứ tư là gì? Định lượng protein niệu 24 giờ lớn bằng 3.5g trên 24 giờ, và thứ năm là có thể nhìn thấy hình ảnh tổn thương trên đâu ạ? Trên sản cũng vậy, hình ảnh sinh tiết thận có hình ảnh tổn thương thận hư và cái thể của nó. Đấy là năm tiêu chuẩn chẩn đoán thì mình chỉ cần có từ 3 tiêu chuẩn trở lên, và trong đó bắt buộc phải có gì ạ? Protein niệu 24 giờ đúng nhỉ? Như vậy bệnh nhân này đến thời điểm hiện tại bây giờ đã chẩn đoán xác định được chưa ạ? Chưa chẩn đoán xác định được nhá. Vẫn chỉ là gì ạ? Theo dõi hội chứng thận hư tái phát thôi. Được chưa ạ? Đấy là cái thứ nhất. Thế thì tôi bây giờ xem cái thứ hai đi. Tôi coi như là có protein niệu 24 giờ về rồi và nó cao hơn 3.5g. Thế theo các bạn thì bệnh nhân này là hội chứng thận hư nguyên phát hay thứ phát? Thứ hai là thể đơn thuần hay thể kết hợp? Coi cho chẩn đoán thể trước đi ạ. Thể này là thể đơn thuần hay thể kết hợp ạ? Thể này là thể đơn thuần hay thể phối hợp viêm cầu thận cấp ạ? Ai bảo thể kết hợp giơ tay? Không có ai, tức là cả lớp mình đồng ý là thể đơn thuần thế ạ? Có chắc không? Cận lâm sàng của bệnh nhân này nước tiểu bạn ấy chỉ có protein niệu 3 cộng với nitrit 1 cộng, tỉ trọng bao nhiêu bao nhiêu trả dịch một bao nhiêu đấy, 1.050 chẳng có ý nghĩa gì. Thế thì với cái xét nghiệm nước tiểu này thì mình có chẩn đoán bệnh nhân này là thể đơn thuần không hay là thể kết hợp viêm cầu thận cấp không? Bệnh nhân này đang kết hợp viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận cấp bệnh nhân có gì? Tái máu đúng không nhỉ? Tái máu đại thể hoặc phi thể đúng không? Bây giờ đại thể bạn ấy không nói gì đến với tôi, đồng nghĩa với việc với nước tiểu bệnh nhân này vào trong khu máu.
vi thể thì mình tìm cái gì ạ? Tìm trong nước tiểu có hồng cầu hay không? Bệnh nhân này trong nước tiểu có hồng cầu không ạ? Không có. Như vậy thì khả năng bệnh nhân cao là gì ạ? Vi thể đơn thuần, nhưng có chắc chắn không? Làm sao mà dám chắc được? Tiêu chuẩn đái máu đâu dựa vào cái gì các bạn? Xét nghiệm nước tiểu có hồng cầu 1 đến 2 hồng cầu trong một cái mẫu nước tiểu 10 thông số. Nhưng nếu như trong cái mẫu nước tiểu đấy mà không có, người ta cần thiết, người ta nghi ngờ, ta phải làm gì ạ? Cạn adit bao nhiêu thì chẩn đoán là bệnh nhân có đái ra máu rồi các bạn? Trên 2.000 hồng cầu trong 1 phút. Như vậy ca này khả năng cao nó là hội chứng thận hư thể đơn thuần, không phải là thể kết hợp. Nhưng để chắc chắn 100% cái này không phải là thể kết hợp, các bạn phải làm thêm gì ạ? Làm thêm cạn adit đúng nhỏ để chẩn đoán thể. Tôi mới hỏi là cần làm thêm cái gì ở cái chỗ xét nghiệm này không? Cái bạch cầu bao nhiêu thì là dương tính, xét nghiệm cạn adit trên mấy ạ? Trên 5.000 nhá. Mà từ 2.000-5.000 thì là nghi ngờ mẫu đấy có nhiễm trùng. Tuy nhiên trên bệnh nhân này này lại có một cái vấn đề là sau khi xét nghiệm nước tiểu toàn bộ lại còn có nitrit dương tính. Các em phải lý giải cái chỉ số này, tại sao xét nghiệm lại có nitrit dương tính? Nitrit dương tính biểu hiện là cái gì đấy ạ? Có sự hiện diện của gì? Vi khuẩn. Nếu như bệnh nhân này mà không phải là có một cái tình trạng nhiễm khuẩn tại cái mẫu nước tiểu mà các bạn lấy lên đấy, thì cái protein niệu 3 cộng này hoàn toàn nó là trong cái bệnh cảnh mà mình đang nghĩ đến là cái phù toàn thân. Còn nếu như cái mẫu nước tiểu này mà có sự hiện diện của vi khuẩn, tức là đang có một cái tình trạng nhiễm trùng, thì các bạn cần cảnh giác rằng protein niệu 3 cộng này có thể nó bị lẫn vào cái protein niệu của gì ạ? Của nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Hiểu chưa nhỉ? Đúng chưa nhỉ? Cho nên là ở giai đoạn này chúng ta đem định lượng protein niệu 24 giờ cũng chưa chắc đã là chính xác. Nếu như mà cái thằng nitrit kia dương tính, trên trường hợp này mình phải làm gì? Đang nitrit dương tính thì mình làm gì ạ? Một là khai thác lại cái gì ạ? Toàn bộ triệu chứng cơ năng, đúng không? Tiền sử của bệnh nhân này, xem là có gì ạ? Có cái biểu hiện dấu hiệu nào nghi ngờ nhiễm khuẩn tiết niệu hay không? Tuy nhiên mình cần phải cảnh giác là có cái thể nhiễm khuẩn tiết niệu không triệu chứng. Cho nên ca này nếu mà cần thiết các bạn cho cấy cái gì ạ? Cấy nước tiểu tìm gì ạ? Tìm vi khuẩn. Nếu mà cấy nước tiểu mà vi khuẩn âm tính thì có thể là cái nitrit kia nó chỉ là một cái lãng vãng lai nào đó thôi. Thì khi đó cái protein niệu 3 cộng này nó mới hoàn toàn chân thật là trong bệnh cảnh mình đang nghĩ đến được nhá. Còn nếu cứ cấy nước tiểu vòng vi khuẩn thì protein niệu này có thể nó là vừa cái bệnh thận hư mà vừa kết hợp với gì ạ? Với một cái tình trạng nhiễm trùng. Và đôi khi một cái tình trạng nhiễm trùng nó có thể khởi phát làm cho một cái hộp trung tâm hư đang bùng lên. Đấy, được chưa nhỉ? Cho nên cái nước tiểu bệnh nhân này nó lại có một vấn đề đấy, các bạn lưu ý. Để khảo sát bệnh nhân này hộp trứng thận hư do nguyên nhân lupus, chúng ta sẽ làm xét nghiệm gì? Kháng thể kháng nhân, tế bào Hapra và máu nóng. Nếu mà tất cả các chỉ số bình thường thì mình sẽ loại trừ gì ạ? Bệnh nhân này hộp trứng thận hư khả năng không phải do lupus nhé. Và như thế là cái chẩn đoán của bệnh nhân này chúng ta sẽ phải để lại bao giờ có protein niệu 24 giờ các bạn mới chẩn đoán được. Nếu protein niệu 24 giờ của bệnh nhân này chưa đến 3,5 gram trên 24 giờ, các bạn không chẩn đoán bệnh nhân này là hội chứng thận hư được đâu nhé. Rồi bây giờ chuyển sang cái phần tiếp theo là cái phần điều trị của bệnh nhân này. Bây giờ tôi đặt cho các bạn tình huống là kết quả định lượng protein niệu 24 giờ về của bệnh nhân này là 6,75 gram trên 24 giờ. Các bạn cho tôi cái phác đồ điều trị bệnh nhân này đấy. Phương án thứ nhất là quay trở lại dùng phác đồ tấn công hội chứng thận hư từ đầu. Phương án số 2, bệnh nhân này của em phát hiện cách đây 2 năm rồi, điều trị được mười mấy tháng rồi, ông mới bỏ có 3 tháng nay thôi. Và thời điểm trước khi bị bỏ thuốc ấy, ông ấy hoàn toàn không phù không gì cả, xét nghiệm của ông ấy hoàn toàn bình thường, em hỏi hết rồi. Nên là bây giờ em không dùng tấn công nữa, em quay trở lại em dùng cái liều gần đây nhất, cái liều trước khi bệnh nhân bỏ thuốc ấy. Tức là em tiếp tục em duy trì cho ông để cho nó đủ hết các đồ. Phương án số 2 đấy ạ. Nhớ là dùng corticoid ạ. Phương án số 3 là thưa cô, bệnh nhân này bây giờ dùng corticoid chán chê rồi. Bệnh nhân người ta chán, người ta không muốn dùng nữa. Em nghĩ rằng là corticoid của bệnh nhân này dùng 2 năm rồi, có lẽ bây giờ không còn tác dụng nữa. Em muốn chuyển sang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch cho bệnh nhân. 3 phương án em xin kim nữa. Thật ra còn có cái đáp án số 4 nữa, nhưng mà thôi. Đáp án số 4 là phối hợp có khi có ít với ức chế miễn dịch ạ. Ừ cũng được. Rồi các em lựa chọn một trong 4 cái đi ạ. Ít nữa mà đi thi. Thi bây giờ là thi MCQ mà. Các cô cho tình huống thi MCQ mà có còn thi nữa không? Thì trong trường hợp bệnh nhân này các bạn sẽ lựa chọn đáp án nào?
Liều nhỏ corticoid kết hợp với dùng thuốc chế miễn dịch theo đúng liều tấn công của cái giai đoạn hồi sinh kháng cự. Nào, 4 đáp án ạ. Làm dãy trong cùng cho một đại diện chọn trước. Sao từ nãy giờ cứ tập trung hết vào chàng trai thế? Nào em chọn cái gì đây? 6, 5 ngang. Em sẽ quay lại điều trị liều tấn công và theo dõi. Bạn chọn đáp án đầu tiên rồi, cảm ơn bạn nào dãy giữa nào. Dãy giữa đâu ạ? Cho tôi xin một đại diện nào. Hôm nay thứ mấy nhỉ? Hai ạ. Cho cô bạn ngồi vào bàn thứ hai, tính từ dưới lên, ngồi đầu bàn. Đầu bàn thứ hai từ dưới lên. Ở cái mé sát bên ngoài. Cho cô lấy sát bên ngoài. Bạn nào đấy ạ? Đang với nữ ạ? Rồi, chào bạn. Bạn cho tôi xin một đáp án nào. Ra chọn đáp án nào? Tốt nhất là tấn công. Em đưa mic gần mà nói là không chọn nào. À, bạn cũng chọn đáp án đầu tiên rồi, có bạn nào mời dãy vào cùng nào. Đầu bàn thứ hai từ trên xuống, sát gần cửa sổ. Bàn thứ hai à? Đúng không? Thứ hai. Thứ hai không ai chọn đáp án thứ hai à? À, đáp án đây không? Rồi, cảm ơn các bạn. Thế bây giờ một bạn trả lời tôi tại sao mình không chọn thuốc ức chế miễn dịch cho bệnh nhân này. Thuốc ức chế miễn dịch được chỉ định khi điều trị corticoid trong trường hợp nào ạ? Ôn lại bài lý thuyết một tí. Bây giờ bắt đầu cái sổ sạc. Nào, thuốc ức chế miễn dịch được chỉ định trong một trường hợp như thế nào các bạn? Khi corticoid nó không đáp ứng ạ. Bệnh nhân là sao? Kháng corticoid vậy tiêu chuẩn gì để chẩn đoán được bệnh nhân bị kháng corticoid ạ? Sau 8 tuần, thậm chí là sau 12 tuần mình tấn công vào bệnh nhân của mình làm sao? Không đáp ứng, tức là trên lâm sàng bệnh nhân vẫn phù và nước tiểu bệnh nhân vẫn đầy gì ạ? Đầy protein niệu. Đấy là tiêu chuẩn để nói là bệnh nhân bị gì ạ? Kháng thuốc thì khi bệnh nhân có kháng corticoid mới có chỉ định dùng thuốc gì ạ? Ức chế miễn dịch. Như vậy bệnh nhân này có chỉ định dùng ức chế miễn dịch chưa ạ? Chưa có, trừ vì các em khai thác ở trong tiền sử là gì? Tôi phát hiện thận thứ chứng thận hư cách đây 2 năm mà tôi điều trị 8 tuần thuốc corticoid không đỡ. Thế là bác sĩ mới cảm thấy sao tôi phải phối hợp với thuốc ức chế miễn dịch, tôi uống cái đấy thì cũng hết phù thận, nhưng tôi uống thời gian dài nó gây tăng chức năng gan, nên là uống mệt nhiều lắm, nên là ba tháng nay tôi bỏ thuốc, hiểu không? Cho nên cô mới nói là cái phần tiền sử phải khai thác kỹ là gì, khai thác kỹ mới biết được tiếp theo phải làm cái gì. Nhưng mà đây thôi, bây giờ bạn không nói gì cả thì tôi cũng coi như rằng là cái ông này nó chán không dùng thuốc ông bỏ thôi, chứ không phải là những cái tình huống nó lắc léo như vậy. Như vậy tiêu chí chỉ định để dùng thuốc ức chế miễn dịch là khi chúng ta đã tấn công vào corticoid đủ liều và đủ giai đoạn tấn công rồi, đúng phác đồ rồi, nhưng bệnh nhân của chúng ta không đáp ứng. Như vậy bệnh nhân này đã có chỉ định dùng thuốc ức chế miễn dịch chưa? Chưa có. Như vậy là đáp án số 3, đáp án số 4 bỏ luôn nhá. Như vậy là chỉ còn cái đáp án số 1, số 2 là sử dụng corticoid. Vậy thì bệnh nhân này tại sao mình không tiếp tục mình duy trì cái liều củng cố, cái liều duy trì của bệnh nhân mà mình quay trở lại mình tấn công từ đầu ạ? Lý do là gì ạ? Protein nó cao rồi. Cái liều duy trì nó chỉ làm sao? Em nghĩ là sử dụng liều duy trì của bệnh nhân thì mình chỉ tiến đến điều trị liều củng cố và liều duy trì khi mà lâm sàng bệnh nhân đã đáp ứng ổn định được cái liều tấn công rồi. Tóm lại là như thế này này, cái pháp đồ điều trị hội chứng thận hư nó là một cái quá trình điều trị dài và liên tục. Khi các bạn đã mắc quãng thời gian của bệnh nhân đã tự rồi và triệu chứng lâm sàng tái phát trở lại, tất cả những cái mình điều trị ở giai đoạn trước chúng trước giờ nói như các cụ của mình ngày xưa ấy, là nó đổ hết sức trong công việc. Nghe có hiểu vấn đề không nhỉ?
cho nên là bây giờ mình dùng những cái liều chơi vơi, cái liều di chỉ rất nhỏ, không bao giờ nó làm giảm cái đặc hiệu này cả. Cho nên bệnh nhân này bắt buộc là chỉ có những phương án cuối cùng là gì ạ? Chúng ta quay trở lại dùng gì ạ? Dùng liều tấn công. Và liều tấn công ở đây chúng ta sẽ dùng liều bao nhiêu ạ? Nếu làm prednisolone sẽ là 1mg trên 1kg cân nặng. Liều trong các đồ của nó là 1-2mg trên 1kg cân nặng. Tuy nhiên nó tùy theo căn nguyên. Nếu bạn nghi ngờ bệnh nhân này là do lupus ban đỏ, chúng ta sẽ sử dụng liều cao là 2mg. Còn nếu là chúng ta nguyên nhân khác, chúng ta sẽ dùng liều là 1mg. Trên bệnh nhân này, mặc dù chưa làm các xét nghiệm, nhưng mà với lâm sàng bạn khai thác này có vẻ có lẽ thì chúng ta sẽ chưa nghĩ nhiều đến ca này nó là gì ạ? Nó là lupus nên là khả năng cao với bệnh nhân này nó vẫn là cái nguyên khác hoặc cái khác thôi. Cho nên chúng ta sẽ vẫn giữ cái liều đó là gì ạ? Prednisolone bao nhiêu ạ? 1mg trên 1kg cân nặng. Nếu các bạn sử dụng prednisolone thì sẽ là liều bao nhiêu ạ? 0.8 thì nó sẽ là 0.8mg trên 1kg trên 24 giờ. Bệnh nhân này bao nhiêu cân ạ? 60 ạ. Bao nhiêu? 60 ạ. Bệnh nhân là 60 cân. 60 cân này là cân ở thời điểm hiện tại. Dạ vâng ạ. Thế thì khi chúng ta tính liều chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải trừ đi 2 cân thôi. Không vào viện bệnh nhân 62 cân bệnh nhân... À tức là bạn đã dùng rồi đúng không? Vâng. Như vậy liều cấp tiêu huyết của nhân này sẽ là gì? 60 nhân với bao nhiêu ạ? 0.8 bằng bao nhiêu ạ? 48mg. Đúng nhỉ? Như vậy cái liều cấp tiêu huyết của bệnh nhân này nếu các bạn dùng methylprednisolone thì nó sẽ là 48mg. Còn nếu như là liều prednisolone thì nó sẽ là bao nhiêu ạ? 60mg. Phụ thuộc vào nước tiểu. Andosterone. Nhóm gì ạ? Pyrrolactone đúng nhỉ? Thế chúng ta sẽ dùng cái gì? Anactone đúng không? Anactone. 25mg các em có thể dùng 2-4 viên một ngày trong một uống là khí tạm nhìn như giống vậy. Nếu như dùng anactone vận động mà không được thì chúng ta sẽ kết hợp với gì ạ? Furosemide. Loại tiểu furosemide. Và khi sử dụng loại tiểu furosemide lưu ý đến cái gì ạ? Kali của bệnh nhân, tránh bệnh nhân bị gì ạ? Bị hạ kali máu. Chưa, đấy là điều trị giảm phù. Và triệu chứng bệnh nhân này chỉ như thế thôi. Đấy, và để giảm phù thì các cách có thể làm. Và số lượng nước tiểu bệnh nhân này còn thể đạt được bao nhiêu ạ? 1,5-2 lít. Bây giờ đang là 750ml trong vòng 24 giờ. Cái con số mà các bạn cần yêu cầu đạt được bệnh nhân này là gì? Phải đưa được số lượng nước tiểu bệnh nhân trở về bình thường là bao nhiêu ạ? 1.500-2.000ml trong vòng 24 giờ, đấy là cái số lượng nước tiểu của người bình thường. Đúng nhỉ? Tuy nhiên bệnh nhân này của các bạn đang phù và đang thừa dịch, cho nên các bạn lại phải lưu ý cái vi lăng dịch vào và ra của bệnh nhân nó phải có cái sự làm sao hơi âm nhẹ một chút. Vi lăng dịch vào dịch ra người ta tính bằng cách nào ạ? Số lượng nước vào sẽ bằng số lượng nước tiểu cộng 500ml trong điều kiện bệnh nhân không có thở, không có sốt, không có nhiễm trùng. Như vậy nếu bạn đang muốn bệnh nhân này tái ra một ngày 2000ml nước tiểu thì cái lượng dịch vào của bệnh nhân nó sẽ là bao nhiêu ạ? 2.000 cộng với 500 là bao nhiêu? 500. Là 2.500. Bệnh nhân này của các bạn đang bị gì ạ? Đang bị thừa dịch cho nên vi lăng thì sẽ để hơi một chút. Như vậy khi dịch vào thì sẽ không để 2.500, mình để nhẹ một chút khoảng độ 2.200, 2.300. Ở đây các bạn lưu ý là albumin các bạn truyền vào 2 chai một ngày đã là bao nhiêu ml rồi? 5 ml rồi ạ. Đúng không? Đúng không nhỉ? Không gì nữa. Và lượng
cận thì ở, nếu bạn dùng Furosemide đường ống nữa mà bạn định dùng bao nhiêu ống, ví dụ như là gì ạ, một ống của nó là bao nhiêu ml, bạn dùng một ống bạn phải nhân ra cộng với cái số lượng dịch kia vào, thì khi đó bạn sẽ tư vấn bệnh nhân là một ngày chúng chỉ đủ uống bao nhiêu ml. Nghe có hiểu không? Và thậm chí là nếu nhanh uống nhiều thì ra cũng không ống nữa, không phải đến 2.3 hay là 2.000. Đấy, với điều kiện là như thế. Nhưng lưu ý là muốn đạt được cái số lượng dịch 2.000 này ấy, thì phải song song vào hai vấn đề. Một là gì? Bù albumin rất nhanh và rất mạnh, và thứ hai là song song với đó là lợn tiểu. Bù mỗi albumin không có, không có lợn tiểu của nhân không tái ra được, chỉ có mỗi lợn tiểu không có bù albumin thì làm sao, nó không có áp lực keo nó đẩy lên thì làm sao bệnh nhân lại càng gì ạ, càng không tái ra được và càng dùng lợn tiểu càng cao nguy cơ tổn thương các bạn lớn đấy nhá. Cho nên các bạn lưu ý là muốn ra được cái số lượng nước tiểu 2.000 ml này thì các bạn phải gì ạ, phải song song hai việc này. Tuy nhiên ở giai đoạn hiện tại các bạn có dám đưa 2.300 ml một người bệnh nhân không? Không được phép. Tại sao? Giai đoạn hiện tại thì tiền của các bạn tái được bao nhiêu nào? 750 ml trong vòng 24 giờ. Nếu bạn kêu ông này một ngày em chỉ uống khoảng 700 ml nước thôi nhá, chỉ được uống khoảng 700 ml nước thôi, mình có lấy 750 cộng 500 không? Cộng 500 thì cũng được, nhưng ông đang gì ạ? Đang phù, đang thừa dịch, đang muốn để vi lăng âm, cho nên một ngày ông uống vào chỉ được khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng 700 đến 800 là cùng thôi nhá, đừng để ông uống nhiều, ông uống lên lít sữa thì chết khỏi đấy ạ, là không hết phù được đâu nhá. Còn cái con số mà tôi đã nói vi lăng dịch ra được vào là khi các bạn đạt được con số lượng nước tiểu lý tưởng thì bạn nên tư vấn bệnh nhân thế. Còn giai đoạn hiện tại là không đái được như thế đâu, đúng nhỉ? Giai đoạn hiện tại bệnh nhân đái được bao nhiêu ạ? Có 750 thì ạ, đúng chưa? Cho nên là muốn biết là tư vấn một bệnh nhân một ngày ăn vào uống vào bao nhiêu thì phải đong nước tiểu 24 giờ. Miệng bệnh nhân kể với mình là tôi đái là 750 ml, nhưng chắc gì nó đái được không? Bạn đong 24 giờ đi xem bệnh nhân đái được bao nhiêu đã rồi bạn tư vấn cho người ta nhá. Còn điều trị corticoid thì mình dùng cái gì ạ? Đây rồi, methylprednisolone 16 mg, meron 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x
uống được khoảng độ 20 ngày thì cũng hết vùng. Xét nghiệm mức kiểu protein này ôn tính, giảm liều luôn hay là tiếp tục duy trì tiếp ạ? Duy trì tiếp. Duy trì đến bao giờ ạ? Duy trì đến hết hết 4 gì ạ? 4 tuần mới được phép gì ạ? Giảm liều, giảm bao nhiêu ạ? Đang dùng 10%. 3 viên 16. Thì giảm bao lần bao nhiêu ạ? Khoảng 5 gram. Giảm liều nó cũng như là như thế nào? 10% trong vòng 7 đến 10 ngày. 10 ngày người ta lại giảm bao nhiêu ạ? Không quá 5mg một lần cho đến khi liều của bệnh nhân còn 0,5mg trên 1kg cân nặng thì duy trì cái liều đấy trong vòng 4 đến 6 tháng thôi nhỉ. Sau đó thì tiếp tục hết thời gian 4 đến 6 tháng người ta lại tiếp tục người ta giảm theo cái liều như vậy cho đến khi còn bao nhiêu ạ? Còn 5 đến 10mg corticoid trong một ngày. Chúng ta tiếp tục duy trì đến hết 24 tháng thì thôi. Tại sao bệnh nhân này chúng ta lại dùng rosuvastatin 10mg uống một tiếng? Nếu như chúng ta sử dụng rosuvastatin điều trị cho bệnh nhân này ấy, thì chúng ta cần lưu ý cái gì? Trong phác đồ điều trị hội chứng thận hư có sử dụng statin để điều trị mỡ máu không? Hoàn toàn không có. Cái lipid máu nó tăng trong hội chứng thận hư là do cái gì ạ? Albumin máu giảm rất là thấp, nó đi giảm lipoprotein ở gan và nó gây rối loạn chuyển hóa và làm tăng cholesterol, cho nên là gì ạ? Nó gây ra tình trạng rối loạn lipid máu. Và vì thế người ta mới đưa cái gì ạ? Triệu chứng cholesterol và triglyceride nó tăng vào trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán của gì ạ? Của hội chứng thận hư. Và vì thế khi chúng ta điều trị hội chứng thận hư bệnh nhân đáp ứng thì ngay lập tức mỡ máu của bệnh nhân nó sẽ sao? Nó sẽ giảm, nó sẽ phải bình thường cùng với cái sự tiến triển của cái hội chứng thận hư nó sẽ ổn. Đúng nhỉ? Như vậy nếu các em đưa cái thuốc rosuvastatin vào đây thì em đang mặc định em cho rằng bệnh nhân này là rối loạn lipid máu là một bệnh độc lập song hành cùng với hội chứng thận hư của bệnh nhân này. Như vậy trong tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhân này em không được phép đưa cholesterol và triglyceride tăng vào trong cái phần tiêu chuẩn chẩn đoán và đưa vào trong cái phần lập chẩn đoán. Cái chỗ này cả lớp có hiểu không? Đấy. Thế thì bây giờ tôi hỏi lại đặc điểm gì ở trên bệnh nhân này để mình định hướng được rằng là cái lipid máu bệnh nhân này rối loạn do một cái nguyên nhân là hội chứng thận hư hay đó là bệnh độc lập mắc do song hành của bệnh nhân này? Chỉ nói quốc gọi này cũng giơ tay nói đi ạ. Nhưng ở đây bạn ấy chẳng cho mình cái thông số gì, bạn ấy có mỡ cholesterol máu không? Chẳng có gì khác đâu cả. Thể trạng bệnh nhân này nặng 58 cân, một cái người nào 60 cân thì tôi nghĩ rằng là ông này có bao nhiêu ạ? Nam giới 60 cân thì không phải là béo. Và rất nhiều người người ta bị rối loạn lipid máu, người ta không hề có béo. Cho nên thể trạng nó chỉ là một phần thôi. Bây giờ làm nào để biết được rằng là cái lipid máu này nó tăng trong cái bệnh cảnh gì ạ?
có tính không? Không, bây giờ cái này em không làm được xét nghiệm tế bào, đúng không nhỉ? Em có làm được xét nghiệm tế bào, em có đọc được trụ, các loại trụ hàng, trụ mỡ, trụ bạch cầu, trụ bạch cầu, nó là nhất từ các cụ đông là... Cái gì mà cộng 500 lên thì... Lượng nước tiểu cộng 500. Bây giờ bệnh nhân mới tiểu được 50 thôi. Đó, cộng 500 là 1.200 đúng không? 1.250. Nhưng mà bởi vì mình đang muốn cái giảm khối phù nên là cho bệnh nhân uống khoảng 750 thôi. Còn khi mình dùng lợi tiểu bao giờ bệnh nhân đái được lên khoảng là 1.500 đến 2.000 thì mình mới cộng 500. Bệnh nhân uống từ đấy nước tăng lên. Cái thuốc này nó có tác dụng là gì? Tăng cái gì? Nếu mà bệnh nhân này đáy tăng men gan, gà rô, thì mình tư vấn đi lại uống như thế. Thì cộng 500 thì bệnh nhân uống khoảng 2.000. Nhưng mà... Và đấy là lý do vì sao mà nãy tôi bảo rằng là uống khoảng 1.700 thôi. Các bạn phải làm ASCALT, làm UNECLETININ là vì như thế đấy. Vì các bạn phải lường trước một cái người 64 tuổi này, cái lipid máu nó có thể tăng độc lập, có thể nó là triệu chứng của bệnh nhân hư. Nếu tăng độc lập là các bạn phải điều trị riêng rẽ. Đúng nhỉ? Thế bây giờ mình làm nào để mình biết được cái này? Ngồi xuống đi ạ. Ở giai đoạn này rất là khó, lý do là gì? Albumin máu của bệnh nhân giảm rất thấp, như kiểu từng điều trị nữa. Dưới 20g/lít. Nếu albumin của bệnh nhân này là 22-23 và cholesterol máu của bệnh nhân nó tăng 9.4mg/mmol/lít như thế kia, khả năng cao ông này ông là gì ạ? Rối loạn lipid máu ông cái gì ạ? Ông là một cái bệnh độc lập không liên quan nhiều đến thận hư, có thể là vừa là rối loạn lipid máu, vừa là tăng lipid máu trong thận hư, nhưng khả năng cao bệnh độc lập nó là nhiều. Nhưng khi albumin máu bệnh nhân nó tụt xuống còn có bao nhiêu ạ? 17.7g/lít thì nó có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, ông hoàn toàn là của cái bệnh hội chứng thận hư. Khả năng thứ hai, ông ấy có rối loạn lipid máu nhẹ nhẹ đấy, nhưng nó chưa đến cái ngưỡng 9.4, và kết hợp thêm với cái thằng gì ạ, thằng hội chứng thận hư nó làm cho cái lipid máu của bệnh nhân tăng. Thì khi đó hoàn toàn đồng ý là chúng ta sẽ nhìn vào các cái thành phần gì ạ, các thành phần khác của lipid máu. Thật ra trong hội chứng thận hư ấy, giữa cholesterol và triglycerides thằng nào tăng nhiều hơn? Thằng nào nó tăng nhiều hơn thằng này? Thằng nào tăng nhiều hơn? Cholesterol. Cái này. Thế nhưng mà tại sao tác giả nhá lại chép có mỗi hai chỉ số này đấy? Bác sĩ chỉ có mỗi hai này đâu? Kết quả như này. Tôi cũng đến chết thôi. Đấy, cho nên là học hành cũng cẩn thận, đến ra trường cũng cơ mớ thế. Làm chuyên khoa thì chỉ như này. Như này nhớ, đi về xem lại đi, nếu mà HDLC, LDLC của bệnh nhân bình thường chỉ có tăng đơn độc cholesterol và tăng nhẹ triglycerides, nó là của gì ạ? Hội chứng thận hư ạ, làm ơn bỏ ngay rồi sulfastatin ra nhớ. Còn nếu mà LDLC tăng hoặc là HDLC của nó thấp, nó không có được như người bình thường ạ, thì các bạn có thể xem xét chưa loại trừ được cái ông này ông là gì ạ? Ông là rối loạn lipid máu đơn độc, thì lúc đấy bạn phải nhắn lại bệnh nhân này là gì ạ? Có hội chứng thận hư và rối loạn lipid máu thể hỗn hợp, đúng không, thể hỗn hợp ạ? Nó biến đổi cả HDLC và LDLC, mình chẩn đoán là rối loạn lipid máu thể hỗn hợp. Khi đó chúng ta sẽ sử dụng gì ạ? Statin, được chưa ạ? Bệnh nhân này sau bao lâu là xét nghiệm một lần ạ? Sau bao lâu để định lượng protein niệu một lần ạ? Một tuần. Một tuần làm có được không? Hay lâu quá. Hay để một tháng sau làm lại, đằng nào cũng đợi hết. Rồi mình làm chưa mất công trong nước tiểu 24 giờ, nó cũng rất là mất thời gian. Nào cho tôi một cái khoảng thời gian cụ thể nào, theo dõi sau bao lâu đánh giá lại này. Mình có để một tháng hay mình để 2 tháng ạ? Không ai người ta để như thế cả, đúng nhỉ? Để đến một tháng mới làm lại. Mà ví dụ như bệnh nhân của mình không đáp ứng là mình đã bỏ lỡ mất một nửa quãng thời gian tấn công của bệnh nhân rồi. Tại sao người ta lại cho hội chứng thận hư điều trị tấn công từ 1 đến 2mg/1kg cân nặng? Các bạn có hiểu tại sao không? Tại sao không cho một con số nhất định mà lại phải để quãng từ 1 đến 2mg? Để mình có thể thay đổi. Nó sẽ còn tùy thuộc vào từng cá thể và từng đáp ứng của từng bệnh nhân, đúng nhỉ? Có những bệnh nhân này tôi dùng 1mg nó đáp ứng, nhưng có những bệnh nhân tôi phải dùng 1.5g, hoặc có những bệnh nhân tôi phải dùng 2g. Và thời gian người ta cho phép mình tấn công là từ 4 đến 8 tuần. Và trong 4 đến 8 tuần đấy các em muốn lựa chọn liều như thế nào là tùy các em, nhưng với điều kiện là trong 4 đến 8 tuần các em phải điều trị để cho người ta làm sao? Người ta protein niệu âm tính và người ta hết phù. Còn nếu như chúng ta chỉ sử dụng một cái liều cận dưới là 1mg, chúng ta dùng liên tục trong vòng 2 tháng sau đó chúng ta đánh giá lại là chúng ta đang hết sức chủ quan. Và chúng ta đã đang làm gì ạ? Đang làm mất cái quãng thời gian tấn công của bệnh nhân mà chúng ta làm chưa hết sức. Và nếu như sau 8 tuần protein niệu của họ vẫn về không về được âm tính, mình cũng không có đủ tiêu chuẩn để mình nói rằng bệnh nhân này là gì ạ? Kháng trị, kháng corticoid. Lý do là tôi đã dùng hết được cái thuốc theo phác đồ của gì ạ?
của bệnh đâu, đúng không nhở? Cho nên là thường là người ta sẽ đánh giá sớm trên lâm sàng ấy, với triệu chứng phù, triệu chứng cân nặng, triệu chứng nước tiểu là phải đánh giá hàng ngày. Albumin protein sau 57 ngày phải đánh giá lại, nước tiểu toàn bộ 10 thông số sau một tuần phải đánh giá lại. Nếu như nước tiểu toàn bộ mà protein niệu, lượng đạm niệu nó có xu hướng nó giảm và nó âm tính là ngay lập tức ở thời gian đấy là mình phải lượng protein niệu 24 giờ luôn. Còn nếu như tôi điều trị khoảng độ 2 tuần, 3 tuần mà tôi thấy bệnh nhân của tôi làm sao? Nước tiểu nó vẫn còn protein niệu trên lâm sàng, bệnh nhân của tôi đáp ứng giảm phù thì tôi hẳn yên tâm rằng là cái liều đấy của tôi làm sao? Nó đang có tác dụng. Còn nếu như mà tôi điều trị mãi bệnh nhân của tôi vẫn cứ phù, albumin vẫn cứ thấp, hàng ngày vẫn tái ra rất nhiều như vậy, sau 4 tuần là tôi phải dập dịch, tôi xem lại các đồ điều trị rồi nhé. Còn có những cái trường hợp bệnh nhân người ta sẽ đáp ứng muộn hơn, ví dụ như 8 tuần người ta đáp ứng, thì trong các đồ điều trị hiện tại bây giờ người ta có thể cho phép trong thời gian tấn công kéo dài thì một chút, có thể lên tận 12 tuần. Tuy nhiên chỉ có tới thôi, sau 12 tuần là phải xem xét giảm nhiều cho bệnh nhân và phải trả tiền tránh tổn thương gì, tiến thực thận cấp đấy. Thì các bạn lưu ý là như vậy, nó cũng sẽ có những cái thẻ bệnh nhân người ta đáp ứng rất là trọng, tức là các bạn dùng 4 tuần bệnh nhân lâm sàng bệnh nhân không đỡ mấy thì người mình cố gắng mình kiên trì cùng lắm chỉ khoảng 2-3 tuần nữa, nhưng mình phải theo dõi sát cái chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân, kết hợp giữa lâm sàng và xét nghiệm để đánh giá lại, chứ mình đừng chủ quan mình dùng một cái liều đó xong rồi hẹn bệnh nhân đi về nhà 2 tháng sau đến xét nghiệm lại, tôi chỉ để xét nghiệm lại cho bệnh nhân thì không ổn đâu nhá. Còn nếu như trong trường hợp các bạn điều trị hết 8 tuần rồi mà bệnh nhân của các bạn vẫn không đáp ứng protein niệu, vẫn không đầy, xong nước tiểu các bạn làm gì? Chuyển ưu tuyến miễn dịch luôn à? Có nên không? Nên làm cái gì cho bệnh nhân ạ? Chưa xong đâu, lập kế hoạch điều trị là mình phải đặt ra các cách thẻ, các cách hướng mà nó có thể xuất hiện trên bệnh nhân này. Đây, ông này đây, tôi điều trị 8 tuần rồi vẫn phù rất to, lượng protein niệu 24 giờ vẫn cứ 4-5 gram trên 24 giờ, albumin vẫn thấp, chỉ mắc phù thế rồi nó chỉ lên khoảng 20-25 rồi nó dừng, không lên nổi bình thường. Thì sao ạ? Dùng đến là có sử dụng gì cả? Tăng liều á, kéo dài thời gian tấn công. Thôi còn cứ vô cho em thêm 4 tuần nữa tấn công vẫn không âm tính được. Vì sao ạ? Đó. Chủ quan thì cho các ước tiến miễn dịch theo gì ạ? Theo đúng pháp đồ của bộ. Còn nếu như mình cẩn thận cho bệnh nhân thì mình làm gì ạ? Gửi đi đâu? Giải phóng bệnh. Gửi đi lên tuyến trên để làm gì? Làm gì? Làm sinh gì ạ? Sinh huyết thận. Lý do ạ? Bộ chứng thận hư nó có đến mười mấy thể tổn thương cơ ạ. Nhớ, thể tổn thương của nó sẽ liên quan đến các đồ điều trị. Nếu mà tổn thương liên quan đến bệnh lý của miễn dịch, ví dụ viêm của thận hư quốc tình của thận India thì các bạn dùng có tin với con thua đâu. Nên thường ấy, cái xương không làm được sinh thiết thì mình điều trị mò cách là gì ạ? Tôi điều trị quốc tình quý hết thời gian tấn công không mới được thì tôi kết hợp với thuốc ức chế miễn dịch. Nhưng bây giờ nó khác, và bây giờ trong tay mình có mà tội gì mình không làm, gửi người ta đi xem thuốc thận. Được chưa? Đấy là trường hợp số 1. Nếu mà bạn điều trị hết thời gian tấn công mãi mà bệnh nhân của bạn không đáp ứng được, nên tư vấn người ta đi sinh thiết nhé. Còn người ta không đồng ý, người ta không muốn lên rồi, thì lúc đấy các bạn chấp nhận là gì ạ? Tôi giảm liều corticoid đi và tôi thay bằng một cái thuốc ức chế miễn dịch. Vì các bạn muốn chọn azathioprine cũng được, chọn megara cũng được, chọn cái gì cũng được, và các bạn theo cái liều chính xác của bạn đấy. Vì một loại có loại nó sẽ là 1 kg, có loại 2 kg/kg các bạn. Trường hợp số 2 này, tôi điều trị cho bệnh nhân này sau 6 tuần bệnh nhân đáp ứng hết phù protein niệu hoàn toàn âm tính nhá. Tôi bắt đầu tôi giảm liều, tôi đang dùng cho bệnh nhân là 16 mg/3 viên một ngày. Bây giờ tuần đầu tiên tôi kê cho bệnh nhân về là đang 3 viên, tôi giảm xuống còn 2,5 viên. Tôi cho bệnh nhân uống một tuần nhá. Bệnh nhân uống về không vấn đề gì cả. Sau đó một tuần sau đến gặp tôi bảo rằng là có vẻ ổn rồi, tôi lại giảm tiếp xuống còn 2 viên. Nhớ chưa? Và tôi lại cho bệnh nhân uống thêm một tuần nữa. Sau một tuần đến về bệnh nhân uống cũng không vấn đề gì cả. Thế đến khi mà sau một tuần, cái tuần thứ ba bệnh nhân đến với tôi lại bảo rằng giảm thế được rồi, tôi lại tiếp tục tôi giảm xuống còn 1,5 viên. Thì lúc này tình huống xảy ra là khi giảm xuống 1,5 viên thì bắt đầu là bệnh nhân lại phù lại nặng mặt nặng mi mắt, bệnh nhân lại đá ít hơn so với thời gian trước. Và xét nghiệm nước tiểu thì thấy là đang protein niệu đang âm tính, bây giờ nó lại có 2+, và định lượng lúc này nó lên khoảng độ 1,7-1,8 gram/24 giờ. Vậy bây giờ trường hợp này chúng ta làm nào? Trường hợp này cảnh giác với cái gì ạ? Manh nha cảnh giác bệnh nhân có thể là cái thể gì ạ? Phụ thuộc gì ạ? Phụ thuộc corticoid là trường hợp số 1. Trường hợp số 2 là gì ạ? Cái thời gian mà chúng ta đang giảm từ 3 viên xuống 1,5 viên là nó hơi gì ạ? Nó hơi nhanh ạ. Khi đó chúng ta sẽ lựa chọn chúng ta làm sao? Lại quay trở lại chúng ta dùng với cái liều mà bệnh nhân giảm gần nhất là khoảng độ 2 viên đến 2,5 viên, và cho bệnh nhân kéo dài cái thời gian uống một chút để chúng ta theo dõi xem như thế nào.
nhớ, chứ không phải là lúc nào các em giảm liều xong bệnh nhân của các em bình thường cũng ổn về đâu ạ, chẳng có đâu, và tôi chẳng bao giờ có bệnh nhân được, bệnh nhân đấy toàn ở chỗ nào chứ còn vào phát được ca toàn những kiểu gì cả, mấy lúc này được. Hết chưa nhỉ, còn tình huống nào không nhỉ? Còn đấy nhưng bây giờ cô chưa nghĩ ra. Không nghĩ, không nghĩ. Hết rồi, chỉ còn một tình huống nữa là các bạn điều trị dứt điểm hội chứng thận hư, bệnh nhân khỏi rồi sau 1-2 năm người ta lại quay lại mình, người ta lại tái phát lại, nó cũng có những cái thể như thế thì mình lại điều trị lại từ đầu thôi nhá. Nên là các em lưu ý là phác đồ của mình ấy, cái giai đoạn mà mình giảm liều ấy, người ta cho mình 4-6 tuần, à nhầm, 4-6 tháng ấy, và theo trong sách của bộ môn ấy, cái phác đồ người ta hướng dẫn là mình sẽ giảm bao nhiêu, khoảng độ 5mg đến 10mg trong vòng 7-10 ngày. Thời gian là như vậy, nhưng mình cũng nên cá thể hóa bệnh nhân ra một chút. Có những bệnh nhân 7 đến 10 ngày mình dùng người ta đáp ứng, nhưng có những bệnh nhân mình giảm 7 đến 10 ngày thì khi giảm như thế thì người ta lại bắt đầu, người ta lại hơi manh nha, người ta phù lại. Thì các bạn lưu ý là mình vẫn có thể mình kéo dài cái thời gian một chút nhé. Bởi vì là 7 đến 10 ngày mình giảm từ 3 viên xuống. Đến cái giai đoạn mà còn duy trì 5 đến 10 nó rất là nặng. Nếu như mà mình dùng cái thời gian đấy, và thời gian củng cố của mình là từ 4 đến 6 tuần, cho nên là mình cứ bình tĩnh đó, không sao cả nhé. Và mình giảm 1,5 viên đấy là tương ứng với 24mg, là nó cũng tương đương với cái liều duy trì của cái liều củng cố sát cận của bệnh nhân này rồi, tức là 0,5mg trên 1kg cân nặng trên 24 giờ, có hiểu không nhỉ? Cho nên là trong vòng có 2 tuần thì mình giảm cái vèo phát từ cái liều tấn công xuống như vậy là cũng tương đối nhanh. Thế thì nếu như mà trong quá trình mình giảm liều mình gặp những trường hợp bệnh nhân đấy thì mình xem xét lại xem là cái vấn đề mình giảm liều như thế nào, và cũng cần cảnh giác với những trường hợp có thể là một số người người ta sử dụng thuốc corticoid. Khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta giảm liều thuốc một cái là gì ạ? Là bệnh nhân nó cũng sẽ có nguy cơ nó phù lại, nó đái lại ra protein, phải chưa? Có ai có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Mời bạn chuyển mic cho bạn cho cô coi. Em ơi, nhanh lên, muộn rồi, 5 giờ rồi. Cô vội thế, lớp trước mẹ cô đi lớp này. Thưa cô à, em muốn hỏi là nếu như protein liều 24 giờ của bệnh nhân này dưới 3,5g trong vòng 24 giờ đấy ạ, thì mình vẫn chẩn đoán là theo dõi hội chứng thận hư thôi, thì mình sẽ điều trị cho bệnh nhân này như thế nào? Thứ nhất là không chẩn đoán xác định, không được dùng corticoid nhá. Thứ hai, nếu như bệnh nhân này mà protein liều dưới 3,5g trên 24 giờ thì bạn phải xem là số lượng có bao nhiêu đã. Nếu như mà cái lượng protein liều nó rất là thấp, chỉ có 0,1g dưới 1g thì rõ ràng không phải là cái con sai số gì trong cái quá trình bạn lấy cả. Như vậy bệnh nhân phải phù toàn thân do nguyên nhân khác, mời bạn đi tìm cái nguyên nhân đấy nhá. Còn nếu như con số nó cận 3,5g, ví dụ như 3,4, 3,3, thì bạn phải hỏi lại xem thứ nhất là cái cách người ta lấy nước tiểu có chuẩn hay không. Khi nước tiểu nó sẽ bao gồm một cái lần đi tiểu của bệnh nhân, và những cái lần mà người ta đi đại tiện đấy, thì trước khi đi đại tiện bao giờ người ta cũng sẽ đi tiểu ra, và có thể là khi mà người ta đi đại tiện người ta đã bị mất một cái lượng nước tiểu nhỏ nhỏ của những cái lần đấy, thì mỗi một cái lần đấy nó lại vài 3mg hoặc là một vài 0,1g nữa, nó bồi đắp nó cộng thêm vào, nó sẽ làm mất cái lượng gì ạ, lượng đi tiểu của bệnh nhân. Thì nếu như trong trường hợp đấy bạn nghi ngờ, bạn làm lại. Còn nếu như cái ca này bạn vẫn nghi ngờ rằng bệnh nhân này là hội chứng thận hư và không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán bằng nước tiểu 24 giờ thì bạn sẽ nhất cho người ta. Bạn vẫn có tiêu chuẩn chẩn đoán sẵn có bệnh không ạ? Đúng không nhỉ? Còn nếu em không chẩn đoán xác định hội chứng thận hư thì em không được phép sử dụng thuốc chế miễn dịch hoặc là thuốc corticoid để điều trị. Được chưa ạ? Và khi đó cái phác đồ điều trị của em nó sẽ chỉ là giảm uamin thôi. Có đúng không? Đấy, còn nếu mà lượng đạm liệu dưới 1g thì rõ ràng có phải có sai số đâu, làm gì có cái sai số nào mà phải khác đi đâu mà nó lại có thể được ra. Nó có thể mất rất nhiều như vậy. Còn nếu mà nó cận con số 3,5 thì xem lại cái quy trình lấy nước tiểu nhé. Mình lại 2-3 mẫu và xem lại xem là người ta có sử dụng, ví dụ như là thế này, chưa lấy nước tiểu 24 giờ mà đi dã corticoid vào mai kia là chưa chắc nó lên 3,5g. Tại sao? Em dùng corticoid vào rồi nó chữa mất một phần cái màng lọc cầu thận, nó bị tổn thương vào rồi, nó không thoát phân tử albumin nữa thì làm sao mà nó đủ 3,5g được. Cho nên là dùng corticoid là mình phải chẩn đoán xác định mình mới dùng, còn chẩn đoán chưa xác định thì đừng có dùng. Trừ phi một cái ông bà có tiền sử chứng thận hư, có dấu chứng protein niệu cách đây 2 năm, xét nghiệm có đầy đủ hết tất cả, là toàn bộ hồ sơ giấy tờ bạn tra trên máy có đủ hết rồi, vào ở nhà vẫn đang dùng như thế rồi, bây giờ ông vào viện quá thì bạn vẫn cứ tiếp tục phải duy trì thuốc của ông ấy, thì bạn có thể vừa duy trì được vừa dùng, bạn lấy xét nghiệm các kiểu cho cũng được đấy nhá. Và nếu mà nó đã là bùng phát của cái đợt tái phát thì kể cả bệnh nhân còn đang uống corticoid trong nữa nhé, thì cái đấy nếu nó bùng phát tái phát thật thì nó vẫn cứ trên 3,5g như thường đấy. Còn chỉ sợ nhất là những cái trường hợp mà nó không phải là một cái đợt tái phát nặng nề mà mình dùng corticoid vào nó làm ảnh hưởng. Cái này rất hay gặp bên ngoại, tức là bệnh nhân nam giới bị tràn dịch màng tinh hoàn, xong rồi chẩn đoán là viêm màng tinh hoàn tiêm luôn ống solumeron, nhưng trên thực tế là tràn dịch trong các cảm hứng thận hư, khám không kỹ nên là tiêm solumeron vào, đến lúc qua tôi sang đón bệnh nhân về xét nghiệm. Những cái ngày đầu tiên nước tiểu nó không lên được, xong rồi có vắng đi mấy hôm mình không dùng corticoid, mình làm lại, bắt đầu lúc protein liệu nó lên trên 3,5g, nên từ giờ lúc đấy mới dùng được.
Còn tại sao cái ông khoảng 7 ông ấy dùng một solo ấy nó lại không đáp ứng, bởi vì như này ông chỉ tiêm mỗi một ngày đấy là giảm viêm thôi, bên đấy thì làm sao mà tiêm người ta đã uống ta hết dịch rồi đúng không? Đấy cho nên là nó rất hay gặp cái tình huống này ở bên ngoại đấy. Nên như thế này, nếu như em không chẩn đoán được chứng tổn thương thì em không được điều trị bằng corticoid hoặc thuốc ức chế miễn dịch. Cái điều trị của em nó chỉ là điều trị triệu chứng thôi, giảm albumin, giảm protein nhà bù vào, thừa dịch thì em lợi tiểu cho bệnh nhân tái ra, chấm hết nhá. Bằng chế độ ăn, bằng điều trị triệu chứng. Còn lại điều trị căn nguyên là khi em phải chẩn đoán xác định em mới được điều trị. Đấy, và chẩn đoán xác định thì có nhiều phương pháp. Không chẩn đoán được bằng nước tiểu, em gửi bệnh nhân đi sinh thiết được mà. Đúng không? Khoa tôi gửi bệnh nhân đi sinh thiết này. Lên Hà Nội sinh thiết xong điều trị một đợt. Có những ca thì phải làm huyết tương, phải thay huyết tương, có những ca thì truyền ức chế miễn dịch. Chúng ta phải truyền đấy ạ. Truyền một lần xong ổn rồi bắt đầu về chúng tôi phải điều trị tiếp. Vì phát đồ điều trị 2 năm bệnh nhân cũng không thể nào theo dõi theo đuổi trên Hà Nội tận 2 năm. Nhưng mà cái giai đoạn đầu khi mà mình cần cái phương tiện chẩn đoán, Hải Phòng không làm được cái chuyển người ta đi, giữ làm gì? Đúng nhỉ? Vẫn còn những cái tiêu chuẩn khác để chẩn đoán nhá. Còn câu hỏi nào khác không ạ? Này 5 rưỡi được rồi. Cô ở phải đón con đó. Cô chỉ làm 5 giờ đấy cả chúng mày đấy. Làm đúng hết giờ thì chính đấy nhá. Còn lại có bao giờ về sáng 3 9 giờ lờ đi hết đấy. 9 giờ. Đi ngon. Corticoid thì chỉ có một cách là mình phải dùng corticoid kéo dài bệnh nhân thôi và sắp sử dụng cả đời nhá, chẳng cách nào cả. Và phụ thuộc corticoid thì em phải đi xem nó sẽ có phải lupus không, lupus là nó rơi corticoid ra là nó tái phát đấy. Mà mình không, trong tay mình không có sinh thiết, lupus thì sống chỉ được chục năm thôi, mới có sinh thiết nó dễ. Còn câu hỏi gì khác mà muốn chẩn đoán phụ thuộc corticoid không phải sinh thiết, chứ chỉ dựa vào mỗi cái việc mà giảm nếu corticoid mà phù lại không đủ đâu nhá. Đấy là chỉ mình chỉ nghi ngờ là như vậy thôi, còn tất tần tật mọi thứ mình phải sinh thiết bệnh nhân đưa ra được. Còn câu hỏi nào khác không? Liều albumin đấy hả em? Liều albumin nó không có cái liều cụ thể đâu. Ngày xưa thì người ta có nghiên cứu là các em truyền một cái chai 50 à? 50ml 20% này thì truyền cho một bệnh nhân thì nó sẽ lên được bao nhiêu gram, nhưng trên thực tế là rất khó cân đo đong đếm. Lý do vì sao ạ? Bệnh nhân vẫn tái rồi mà. Bệnh nhân vẫn tái rồi mà, em hiểu không? Cho nên là thường ấy, trong những giai đoạn này thì người ta sẽ truyền khoảng 1 đến 2 chai trong một ngày và truyền liên tục trong vòng khoảng 3-5 ngày. Nhưng mà song song với đó mình phải điều trị để chữa lại cái màng lọc cầu thận, nên nếu không nó như là cái chai nước là nó bị dò ra ấy, mình hiểu chưa? Mình dọc cái đáy này xong mình đổ từ trên vào, nó cứ tiếp tục có gì ra này, nó không có thua nhá. Nó sẽ chỉ có một tác dụng duy nhất là nó nâng áp lực keo của bệnh nhân tạm thời trong một cái khoảng thời gian nào đó để nó làm cho cái việc mà mình điều trị thì lợi tiểu và bệnh nhân có nước tiểu đái ra, nó là giảm phù về mặt triệu chứng. Còn về lâu về dài thì albumin nó cũng phải là điều trị căn nguyên nhá, vẫn phải dùng các cái thuốc mà liên quan đến miễn dịch để làm chữa lại cái phản ứng của bệnh. Ngày xưa thì tôi thấy bảo có nghiên cứu đấy, có thầy nói là đọc nghiên cứu thì bảo rằng là truyền một chai thì lên được bao nhiêu gram, 1 gram hay không phải mấy gram, có thầy bảo là truyền 2 chai lên mấy gram, nhưng không ăn thua đâu ạ, nó chỉ có tác dụng với người thường thôi nhớ. Chứ còn bệnh nhân bị chứng thận hư người ta vẫn tái ra tiếp mà. Còn câu hỏi gì khác không? Lớp này vừa đi đâu vậy ạ?